Sau đây là video hướng dẫn chúng ta lắp một tiếp mực của máy TS-737 nha. Cái dòng máy TS-737 này nó rất là nhỏ gọn nè, nên được đảo hai mặt tự động nha, in wifi luôn, in đảo hai mặt tự động luôn. Với lại nó có khay giấy tiền cũng kéo được dây dài, có khay giấy tiền nó cũng được dây dài, khay kéo giấy dưới, nó có hai khay kéo giấy lần nha mọi người. Khay kéo giấy dưới nè, khay bỏ giấy dưới này nó có hai khay rồi. Khay dưới, khay trên. Chúng ta sử dụng, chúng ta gắn bùi tiếp mực ngoài cho nó, tại vì mực của nó rất là mắc nha, nên chúng ta tốt nhất chúng ta gắn cái bùi tiếp mực ngoài để cho nó tiết kiệm chi phí cho chúng ta nha. Tiếp mực ngoài nó chỉ tầm 3-4 ngàn bạn, chúng ta mất chi phí tầm 2-3 ngàn tiền mực thôi, nó rất là rẻ hơn so với cái mực chính hãng. Mọi người nên gắn, nếu xài chúng ta sẽ ít thì chúng ta để mực zin, còn nếu không chúng ta có thể gắn hệ thống bình tiếp mực bên ngoài nha, cho nó chạy, nó tiết kiệm mực cho chúng ta nha. Đây, cái dẫn xưa đây là có khay kéo giấy nha, nó có hai khay kéo giấy nha. Đây là khay bỏ giấy nha, chúng ta muốn in giấy dày thì nó có khay trên này nè, đó, khay trên nè. Mình bỏ giấy khay trên, đây là khay trên nha, đây là khay dưới. Còn khi chúng ta nhớ kéo khay rửa giấy ra thì nó mới được, nó mới in được nha. Rồi giờ chúng ta thử, chúng ta in những test trước nha. Khi mà chúng ta bỏ giấy vô nó sẽ bảo chúng ta cài đặt của giấy bấm ok nha. Rồi giờ chúng ta in thử bản test nha. Chúng ta bấm setup này, chúng ta qua cái mục maintenance nha. Bấm ok, bấm nuôi gì chết. Chúng ta sử dụng này, lưu ý khi sử dụng này, cái bình mực ngoài này chúng ta khi sử dụng bình mực ngoài chúng ta phải mở hết nút nhỏ ra nha. Đó, mở hết nút nhỏ ra nha, nó thông hơi không được nha. Chúng ta nên nhớ mở nút mực nhỏ ra. Chúng ta quên không mở nút thì nó sẽ in hết cái trong, nó sẽ không hút mực được nha. Dòng này nó in rất là nhanh nha, rất là đẹp nha. Nên chúng ta khi mà chúng ta dùng mà nó tốn chi phí quá thì chúng ta nên gắn cái bùi tiếp mực ngoài. Hiện tại cả các máy Canon đều gắn được tiếp mực ngoài nè. Có một số dòng cao cấp hơn nè, dòng 6130 nè. Dòng này cao cấp hơn, in đẹp hơn. Chúng ta in bản test này nha. Có bản test ra đủ màu vậy là được nha. Chúng ta kiểm tra bản test thì chúng ta in ra đủ màu vậy được. Màu rất là đậm. Chúng ta in ra vậy là được. Bây giờ chúng ta in thử cho mình nha. Con này nó có thể kéo được giấy dày nên chúng ta mở giấy ảnh và chúng ta kéo in thử nha. Chúng ta in thử tấm hình nữa. Tên nhỏ con này thiết kế rất là nhỏ gọn nha, máy nó có 5 màu mực nha, nó có thể in được wifi, in hai mặt tự động được luôn nha mọi người. Yeah.
Con này in thực thể rồi in thực dưới thì rơi gì cũng được nha. Người muốn gắn một liên tục thì liên hệ số điện thoại có bỏ bên dưới ấy. Bên đó người ta sẽ hướng dẫn cho mình cách gắn nha. Còn mọi người có vấn đề gì không hiểu cứ comment phía dưới mình hướng dẫn nha. Nhớ xem được video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình đó, để mình làm thêm mấy cái video cho mọi người tham khảo. Trong kênh của mình có rất nhiều video để hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cài đặt luôn. Mọi người muốn biết gì thì vào trong đó coi. Trên hình rất là nét rồi, rất là nét, rất là đẹp, là chúng ta đăng ký phải là chúng ta sử dụng mà chúng ta thấy một mắt quá thì chúng ta nên lưu ý ta gắn hệ thống. Bình mặt ngoài thì chúng ta sử dụng bình thường thôi, chúng ta nhớ mở hết mức nhỏ ra được cho nó thông hơi á, chúng ta đóng lại thì nó không hút mực vào được nha. Rồi sẽ hướng dẫn sơ cho mọi người ở trên này luôn nha. Trên màn hình của nó có mấy chế độ này. Chúng ta muốn vệ sinh đầu in, khi mà chúng ta để lâu quá chúng ta không xài nha. Rồi để 1-2 tháng ta không xài, nó không có chế độ vệ sinh nha. Chúng ta bấm vô cái setup này nha. Chúng ta bấm qua thì nó có cài đặt wifi luôn nè, thấy không? Trong kênh của mình có video hướng dẫn cài đặt wifi, mọi người vào trong đó mà coi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mình cách vệ sinh thôi. Rồi chúng ta muốn qua cái mục maintenance nè, maintenance là bảo trì nha. Chúng ta bấm ok một cái. Nè, nó có một nozzle chat nè, nozzle chat là kiểm tra đầu phun mới coi nó thiếu màu hay không nha. Một này mà dip cái lục ly này vệ sinh đầu in á, thì chúng ta để lâu quá thì chúng ta bấm ly. Chúng ta để muốn ly cực mạnh hơn các bạn, bấm dip clear nha. Đây dip clear. Cho nó vệ sinh cực mạnh vô nha, nó hút mực cho chúng ta thôi. Nè, căn chỉnh đầu in hit alignment. Trên giá trị là lau rolo nha. Khi mà chúng ta in lên tờ giấy chúng ta sẽ phẳng thì chúng ta bấm lau rolo này.